Đây là cảnh view một con đường gần với lại Felix Blau Farm. Bây giờ từ cái cảnh view này đúng không? Tôi sẽ chuyển qua cái nhà kia. Đó. Ok, đó, kia là cái nó zoom điện thoại, cái kỹ số thì nó hơi mờ nha các bạn. Ok ha, nhưng mà rất là đẹp ha. Thì từ bên đó mình đi qua bên đây. Đó. Thì đây là cái view của cái hàng cây gần đây. Đó các bạn thấy không? Thì là mình từ bên cái làng gỗ, cái nhà gỗ hồi nãy á, mình nhìn thấy con đường này. Đó thì hồi sáng tôi cũng bay flycam qua đây, đó, nắng rất là đẹp ha. Và nếu buổi buổi sáng mà bạn tới đây thì nó rất là ok ha. Rồi.